Rồi lúc nãy thầy hướng dẫn các bạn là tạo dự án với cái project là ANT. Bây giờ chúng ta sẽ tạo dự án với Maven. Maven ha. Nó có cái chữ M phía trên logo. Như vậy các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy nó khác biệt nha. Nét. Nhưng mà nhớ hôm sau thầy có hỏi Maven là gì, phải trả lời đúng vô. Nó khác với là cái ANT là cái gì. Chứ đừng có nói là nó khác với ANT là nó có cái logo thêm chữ M. Là không đúng ha. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ quay trở lại K4. Demo GDPC Maven. Thông số, thông tin ở dưới này các bạn sẽ tìm hiểu thêm sau. Bây giờ mình chấp nhận thông tin đó. Rồi chú ý ở đây. Trong thư viện, đặc biệt ở trong cái Maven các bạn nhìn kỹ. Với cái ANT các bạn có cái thư mục là library. Trong đó mình add cái GDPC, cái JDK là nó có sẵn. Còn đối với lại Maven của chúng ta không có library các bạn. Hả? Nó sụt là giống y chang trên này. Sụt của nó y chang trên này. Rồi, chỗ này cái dependency JDK 17. Thấy không? Nó để dưới này. Rồi cái JDBC không có. Vậy mình add cái này vô đâu? À, như vậy thì các bạn sẽ sử dụng cái file kịch bản này giúp thầy. POM XML. Trong file POM này thì chúng ta sẽ đi tải cái dependency cho cái JDBC. Và chúng ta lên đây, chúng ta sẽ search Maven JDBC 8 chấm. Mình đang xài 8 mà. Enter. Thì trong này nó sẽ cho chúng ta là MSSQL JDBC 8.2. Nhớ có chữ Maven nhé. Maven. Bấm vô. Thì phía trên này chúng ta sẽ thấy cái giao diện đây Maven, và phía dưới đây là cái mà quan trọng mà chúng ta cần, được chưa? Đây dependency C này là y dài, copy copy vào Java lại. Chỗ này các bạn chưa thấy dependency, thêm vô đây cho thầy. Cái này mình giống gì ta? À, giống HTML. Và các bạn chọn dependency. Tab. Đóng ngoặc cái. Enter. Cái dependency này nó khác cái gì? Hồi nãy thầy nói dependency kia là y. Y dài. Còn cái này là y ngắn. Có ES. Là gì ta? Số. Số nhiều. Thêm vào ship internet F. Ở đây chúng ta thêm JDBC thì chúng ta dùng cái Maven của JDBC. Ít bữa nữa chúng ta sẽ học một cái bài gửi mail, thì chúng ta sẽ thêm hai thư viện để gửi mail. Thì chúng ta sẽ lên tải cái thư viện gửi mail, dependency của nó là gì thì chúng ta thêm vào đây. Thì ở đây nó để số nhiều là vậy. Mình muốn add thư viện gì thì mình cứ đẩy vô đây. Và nãy giờ mãi nói với các bạn. Đây. Nó tự add vô cho mình. Mình không đi tải, mình không làm gì hết. Nó tự tải về, nó tự thêm luôn cho mình. Đúng rồi. Mình chỉ cần thêm ở đây thôi. Thì nó sẽ tự động đi tìm và nó tải về cho mình. Đó là Maven. Còn cái code
thì không có gì thay đổi cả. Code bên này với code bên này giống nhau. Mình chỉ cần copy cái code bên này, mình bỏ qua là nó chạy. Bỏ qua đây. Khác nhau ở chỗ là nó tải thư viện cho mình, mình không cần tải. Chạy. Lúc đầu nó sẽ chạy hơi lâu. Lần đầu nó chạy hơi lâu. Đây. Được chưa? Còn lỗi phông chữ là mình tính sao? Mình sẽ đẩy cái phông vô sau. Đấy, như vậy là mình đã kết nối được SQL, mình đã lấy lên với hai cách tạo dự án. Một cách là mình sẽ dùng cái NAT, thì mình phải tự thêm thư viện, tự download, tự add vào. Còn nếu như mà các bạn dùng dependency của cái Maven, thì chỉ cần copy cái dependency mà người ta đã định nghĩa cho mình. Tương tự như vậy, đến bài mail thì mình phải có một cái thư viện mail và thư viện active. Thì lúc đó mình sẽ tải hai cái dependency, copy hai cái dependency bỏ vô đây thì tự động nó thêm. Ví dụ như là mình lên mình search Maven mail. Maven mail Java. Đây, Java X. Thì trong này nó sẽ có một số cái mình muốn tải cái phần nào thì nó sẽ tải về cho mình. Mail Java Downloads Dependency Java Mail. Đây. Dependency Java Mail. Mail Jakarta. Đó, phiên bản bao nhiêu tùy mình. Đúng rồi, mình bỏ cái đó vô dependency là tự nó tải về. Tự nó tải cái mail về cho mình. Ví dụ như mình lấy cái API. Ví dụ như 1.4. 1.4. 1.5. Đây, DVC mail. Thì các bạn chỉ cần copy cái này, bỏ vào đây, ship app, đợi tí xíu. Đây, tải về rồi nè. Mail javax.mail. Thư viện nó tải về rồi. Copy dán vô là nó tải. Y ngắn. Và cái y ngắn này mình tự tạo ra. Nó không có. Lúc đầu nó không có. Thì mình vô đây, mở ngoặc vuông dependency. Được chưa? Thì mình sẽ tạo nó ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái nào? Thì mình copy cái dependency này, nó có sẵn. Đúng rồi, đây nè. Thì ở đây mình Ctrl A, Ctrl A, chỗ này mình copy cho nó nhanh, nó hơi đau trừ lại. Mình chọn vậy nó nhanh hơn. Thực ra ở chỗ này á, là nó nói là nó sẽ đi tải cái này ở đây. Nó chỉ mình là nó đi tải chỗ này nè. Nói vậy thôi chứ không có gì hết. Nó chú thích là nó đi tải chỗ này. Ok, được chưa?